Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: Sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN vừa là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết và kết nối khu vực, đồng thời cũng là trọng điểm trong cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho ASEAN là thích ứng năng động và tăng cường sức mạnh tự thân để khẳng định giá trị chiến lược ASEAN cần củng cố đoàn kết và thống nhất, nêu cao tinh thần độc lập, tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, tạo dựng và thúc đẩy văn hóa đối thoại, hợp tác tham vấn, xây dựng lòng tin. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, thủ tướng chính phủ chia sẻ nhận định chung về thực trạng cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt, khẳng định lại điều quan trọng nhất là các nước thành viên ASEAN cần đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm tinh thần tập thể vì mục tiêu chung, hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích của hiệp hội, tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông vừa là lợi ích vừa là trách nhiệm của tất cả các nước. Thủ tướng đề nghị ASEAN dù khó khăn cần kiên định với mục tiêu hỗ trợ Myanmar thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm vì người dân Myanmar vì đoàn kết uy tín và hình ảnh của asean và vì sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế ủng hộ chủ tịch indonesia và đặc phái viên phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt asean thực hiện mục tiêu trên asean cần duy trì cách tiếp cận khách quan cân bằng trách nhiệm trong vấn đề nga ukraine phối hợp với các đối tác giảm thiểu tác động của xung đột với khu vực cùng đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển